Xin chào các bạn. Việc đôi lúc phải nội suy một chiều hoặc là hai chiều các cái giá trị có lẽ không xa lạ với các kỹ sư xây dựng và cả các bạn sinh viên học kỹ thuật nữa đúng không ạ? Thì trong quá trình biên tập một số cái bảng tính bằng Excel ấy, thì mình cũng thường xuyên phải nội suy một chiều, hai chiều các cái giá trị theo các cái bảng tre hoặc là theo các cái toán đồ. Ví dụ như trong các bảng tính về kết cấu mặt đường này, kết cấu tường chắn cống, kết cấu tường chắn này, kết cấu cống này, lối nền đường thì mình đều phải sử dụng cả. Rất là không hay là trong Excel hiện tại thì không có sẵn cái hàm nội suy, và nếu muốn sử dụng thì chúng ta cần phải đưa cái hàm này từ bên ngoài vào một cái file Excel nhé, bằng cách viết các cái câu code trong VBA. Thì trên mạng mình thấy là cũng có khá nhiều người viết về cái hàm này rồi. Việc của chúng ta là chỉ cần chọn một cái câu code nào mà mình cảm thấy dùng nó phù hợp nhất và đưa cái câu này, cái code VBA này vào trong một cái file Excel để chúng ta sử dụng cái hàm đấy là được nhé. Thế thì thỉnh thoảng cũng có bạn inbox hoặc là gửi email cho mình cái hướng dẫn cái cách mở hoặc là đưa một cái hàm nội suy một chiều hai chiều vào trong một cái file Excel mới thì như thế nào. Thì trong cái video ngắn này thì mình sẽ hướng dẫn cái cách làm chi tiết để cho các bạn nào quan tâm nha. Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hữu ích. Rồi, đầu tiên thì mình có sẵn một cái file code VBA như thế này đây. Đuôi của nó là .bat nhé. Thì đây là một cái tập tin mã nguồn mà được viết bằng cái ngôn ngữ lập trình VBA. Thì khi mở ra ấy, đây các bạn mở ra bình thường, thì khi mở ra thì các bạn sẽ thấy rằng là trong này tác giả đã viết sẵn các cái câu lệnh cho các cái hàm nội suy rồi. Cái này thì mình cũng sưu tầm thôi, thấy dùng ok nhé. Thì mình sẽ để cái link download cái file này ở ngay phía dưới video để cho các bạn nào quan tâm. Ok, tiếp theo thì mình sẽ mở một cái file Excel trắng nhé. Đấy, một cái file Excel trắng như thế này. Đấy, thì đầu tiên này các bạn để ý ở đây có một cái thẻ gọi là cái thẻ developer đúng không ạ? Thì cái thẻ này ấy, thì đối với Excel nếu như bạn nào mà chưa có xuất hiện thì các bạn có thể vào cái đây, vào file này, vào option này, thì vào cái customize ribbon thì các bạn tích vào đây thì nó sẽ hiển thị lên. Ở đây mình đã tích sẵn rồi, nếu mình xóa nó đi thì nó sẽ mất này. Đấy, thế còn nếu mà bật nó lên, bật lên đây, thì trong cái thẻ trong cái thẻ developer này thì nó sẽ có phần code này, admin này, control này. Đấy, rất là nhiều mục để cho chúng ta thao tác ở trong này. Cái quan trọng là trong cái thẻ developer này nó có cái phần visual basic đúng không ạ, phần macro này, thì nó là cái phần để cho chúng ta đưa ở bên ngoài vào. Rồi, đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là chúng ta sẽ phải lưu cái file Excel trắng này này sang cái một cái định dạng, các bạn set as này. Đấy, các bạn set as này thì các bạn sẽ chọn vào cái phần này, các bạn sẽ chọn vào cái mục Excel macro enable workbook, thì nó có đuôi XLSM đúng không ạ? Thì các bạn bắt buộc phải chọn sang cái file này, sang cái định dạng file này thì nó mới cho phép là chạy cái visual VBA nhé, cho phép chạy cái VBA và cái macro để cái hàm nội suy đấy có thể chạy được. Thì các bạn nhớ vào đây, ví dụ như là mình lưu vào, các bạn lưu vào đây tên này, hàm nội suy này. Rồi, đấy, thì đây thì các bạn để ý thấy rằng là nó sẽ có dạng cái biểu tượng nó sẽ thay đổi có dạng như này đúng không ạ? Các bạn mở lên, đấy, các bạn mở lên thì sau đó thì các bạn vào cái thẻ developer này, chọn vào cái mục Visual Basic. Ở đây có một cái phím tắt này, các bạn hoặc là chọn vào đây hoặc là các bạn có thể nhấn Ctrl+F11 đúng không ạ? Ctrl+F11 thì nó sẽ ra cái cửa sổ như thế này. Thì đây là cái cửa sổ Microsoft Visual Basic for Application đúng không ạ? Ở đây thì nó trống, nó đang chưa có bất cứ một cái gì cả. Đấy, chưa có bất cứ một cái gì thì các bạn chọn vào cái chỗ này. Các bạn chọn vào cái mục này này, cái mục này, chọn vào cái mũi tên sổ xuống. Đấy, mình chọn cái phần module đúng không ạ? Chọn cái phần module thì nó sẽ ra cái dạng cửa sổ này. Sau đó thì các bạn copy cái đây này, copy toàn bộ cái phần này, Ctrl A, copy ở trong cái module này. Đấy, các bạn paste sang đây. Đấy, các bạn paste sang đây thì lưu ý là có cái phần này này, cái dòng đầu tiên này các bạn xóa đi. Sau đây các bạn chọn lên trên. Đấy, và sau đó các bạn lưu vào thì đã chép toàn bộ cái câu lệnh ở trong cái câu lệnh của cái hàm nội suy vào trong cái phần module này rồi đúng không ạ? Trong cái phần module này rồi, sau đó set F vào, các bạn tắt đi bình thường. Đấy,
đấy thì đấy là một cách. Có một cách khác nữa là chúng ta có thể vào cái phần module này đấy, xong rồi có cái phần đây này, có cái phần import file đấy, thì sau đó thì import trực tiếp cái file bat này vào trong cái module này cũng được nhé. Mình cứ sử dụng copy paste vào cho nó nhanh đấy. Thì sau đó thì khi các bạn mở ra ấy, thì các bạn sẽ thấy gõ thử này cái chữ bằng nội suy đó, thì khi đấy thì nó sẽ xuất hiện ba cái hàm là nội suy hai biến này, nội suy dãy này và nội suy ma trận này. Thì như thế này là được rồi, chúng ta có thể dùng được. Thì cái cấu trúc dùng của cái hàm này như thế nào nhé. Thì đầu tiên là cái nội suy là mình cứ hay gọi là nội suy một chiều đi, nội suy một chiều đúng không ạ. Thì nội suy một chiều thì như nào, nội suy một chiều thì ví dụ như chúng ta có một cái hàm ở đây là một này đúng không ạ, đây là số một này thì sẽ tương đối là 10 đi đúng không, số đây là 5 này tương ứng là 20, ví dụ như vậy. Đây có nhiệm vụ là tìm, ví dụ như tìm 3 đi, tìm số này là số 3 đi, thì cái giá trị này này nó bằng bao nhiêu. Thế thì bình thường ấy, cái này thì nó sẽ được xác định theo công thức như thế nào ạ? Nó sẽ được xác định bằng theo công thức này, nó sẽ phải bằng 20 này trừ đi 10 đúng không ạ, chia cho 5 trừ đi 1 đúng không ạ. Đây sau đó thì chia cho sau đó thì nhân với cái biểu thức là 3 trừ đi 1 đúng không ạ, sau đó thì cộng với cái giá trị này này, cộng với cái ô này đấy, tức là nó sẽ bằng 15 đúng không ạ, thông thường thì tính ra bằng 15. Vậy thì cái việc mà đưa một cái hàm vào nội suy thì chỗ này, đây là nội suy một chiều, thì chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là cái cú pháp của cái hàm này như thế nào. Đầu tiên các bạn nhấn này đấy, chọn có chữ nội này thì chọn cái nội suy một chiều, các bạn nhấn tab thì nó sẽ có dạng như này đấy, các bạn chọn một này xong đó chấm phẩy này 10 này, chúng ta chọn 5 này chấm phẩy 20 này, sau đó thì chọn 3 này đúng không ạ, sau đó thì đóng ngoặc này và enter đó. Đây chính là cái hàm nội suy một chiều. Bây giờ thử một cái giá trị khác nhé, ví dụ như 2,5 đi, thì nó sẽ tự động công thức tính nó như này, và giá trị đây là giá trị sử dụng cái hàm ở đây đúng không, ví dụ như 4 đi đấy, các bạn thấy rằng là kết quả nó ra thì cũng tương tự nhau đúng không, nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì đấy là cái ví dụ về cái hàm nội suy một chiều đơn giản đấy. Thế thì bây giờ ta sẽ làm tiếp cái hàm đây, con này sẽ đây, và thì đây là nội suy một chiều dãy. Nội suy một chiều dãy thì nó sẽ có dạng như thế này. Đây thì mình lấy một cái ví dụ ở bên này đi, lấy một cái hàm ở bên này đi, ví dụ như đây trong bảng tính mà mình lập ấy, thì mình sẽ có cái việc nội suy này. Đây ví dụ như này, đây ví dụ như tôi có cái dãy đầu tiên là cái dãy số này đây đúng không ạ, và cái dãy số thứ hai là dãy này, nó sẽ tương ứng như thế này đây đó. Thế thì ví dụ như chúng ta cần phải nội suy một cái giá trị là bằng 3,75 đi đúng không ạ, 3,75 đi đấy, 3,75 thì nó sẽ nằm giữa cái khoảng từ 2,5 này đến 5 này, như vậy nó sẽ nằm giữa cái khoảng giá trị này đúng không ạ. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ xác định cái hàm nội suy trong một cái dãy như thế này thì nó như thế nào nhé. Đấy, thế thì cách xác định nó sẽ như này, các bạn gõ bằng này, các bạn nhấn vào cái chữ nội này đấy, thì lúc này thì các bạn sẽ chọn cái nội suy dãy. Nội suy dãy thì nó sẽ có cú pháp như thế này, đầu tiên là các bạn sẽ chọn toàn bộ cái dãy của hàm đầu tiên này, sau đó thì phải chấm phẩy này chuyển sang cái hàng dưới này đúng không ạ, chấm phẩy này, sau đó thì các bạn chọn cái giá trị mà tương ứng cần nội suy, sau đó thì đóng ngoặc đúng không ạ. Đây thì nó sẽ, đây chính là cái giá trị mà chúng ta cần phải tìm, thì có phải nó sẽ nằm ở giữa một cái giá trị là 1,247 và 1,216 đúng không ạ, thì nó là 1,23 1,2315. Bây giờ thử một giá trị khác nhé, thử một giá trị khác đi, nó bằng 10, giữa 5 với 10 đi là 7 đi
đúng ạ, thì nó sẽ phải nằm giữa hai cái giá trị 1,216 và 1,147. Đây nằm được nằm cái giữa khoảng tầm 20 25 đi. Đấy, 25 đi thì nó sẽ nằm ở giữa cái giá hai giá trị là 20 và 40, 1,075 và 0,996. Đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta cái việc nội suy hoặc là tra bảng tra hoặc là tra toán đồ nó sẽ rất là nhanh, đúng không ạ? Thì cách làm nó cũng rất là đơn giản. Thì lưu ý rằng là cái hàm nội suy dãy này này, cái hàm nội suy dãy trong cái code VBA ấy, thì nó sẽ đúng với cả cái hàng, cái dãy hàng ngang như này, hoặc là đúng cả với cái dãy hàng dọc. Dãy hàng dọc thì các bạn chỉ cần gõ đây một hàng này, đây một dãy này, đây một dãy này, và giá trị cần tìm thôi, đúng không ạ? Thì cách làm cũng sẽ tương tự, cấu trúc cú pháp thì cũng tương tự như vậy. Chọn dãy đầu tiên, chọn dãy thứ hai và chọn cái giá trị mà cần phải nội suy tương ứng với cái dãy đó. Ok chưa? Đó. Đấy là cái trường hợp mà nội suy một chiều nhưng mà trong một cái dãy số, đúng không ạ? Đấy, thế bây giờ cái nội suy theo kiểu ma trận, nội suy hai chiều thì như thế nào? Đấy, mình sẽ nội suy đây là nội suy hai chiều này. Nội suy hai chiều thì đây, trong đây mình cũng lấy một cái dữ liệu ở luôn trong này cho nó nhanh, ví dụ như là cái toán đồ AutoCAD, cái toán đồ tra AutoCAD trong cái phần tính toán bốn nền đường nhé. Đây ví dụ tôi có một cái gọi là ma trận dữ liệu, một cái bảng dữ liệu như thế này, một cái bảng dữ liệu như thế này, thì tức là đây là một cái giá trị nội suy cần phải hai chiều, nó sẽ phụ thuộc vào cả cái AZ là cái trục theo hàng ngang này, và giá trị BZ là một cái trục theo hàng dọc, đây tương ứng như thế này, và đây là các cái giá trị mà tương ứng với từng cái cột này. Đấy, thế thì ví dụ như tôi cần phải nội suy một cái giá trị ở đây, cái cặp giá trị ví dụ như là AZ sẽ tương ứng là bằng, mình phải to cái này lên để cho dễ nhìn, 20 đi, đúng không ạ? AZ này thì đây là BZ này. Đây, ví dụ như là AZ chỗ này nằm trong cái khoảng này đi. AZ là bằng 0,0. Đây, mình lấy một cái giá trị đặc biệt trước nhá, lấy một giá trị đặc biệt để kiểm chứng. Ví dụ như AZ bằng 0,08 đi. Thế còn BZ thì bằng 1 đi. Cái giá trị tương ứng nó sẽ là giá trị nào, ví dụ như đây cái giá trị theo bảng tra này nó sẽ tương ứng là bằng này, 0,08 đây, đúng không ạ? Đây này thì nó sẽ là giá trị nào, thì nó sẽ là giá trị tương ứng đây 0,418 nó sẽ là 0,418 nhé. Vậy thì cái cách mà sử dụng tra giá trị này nó sẽ như thế nào, thì các bạn sẽ gõ một cái hàm nội suy này bằng này, lúc này thì sẽ sử dụng cái hàm nội suy ma trận. Cái cú pháp của cái hàm này nó sẽ có dạng như thế nào? Đầu tiên là các bạn sẽ chọn trong cái bảng ấy cái hàng đầu tiên, cái hàng giá trị của AZ trước, sau đó thì nhấn dấu khoảng chấm phẩy này, sau đó thì chọn cột giá trị của BZ này, chấm phẩy tiếp này, sau đó thì chọn toàn bộ giá trị của cái bảng tra này, đây chọn toàn bộ giá trị của bảng tra này, đúng không ạ? Chấm phẩy này, sau đó tiếp tục các bạn sẽ chọn giá trị của AZ này, và tiếp tục chọn giá trị của BZ này. Đấy, cần tìm, và sau đó thì đóng ngoặc enter. Đó thì các bạn sẽ để ý thấy rằng cái giá trị của tính ra đây nó sẽ chính là cái giá trị 0,418. Đấy, ví dụ một cái số khác nhé, các bạn cho là 0,09 đi, thì nó sẽ tự động là 0,419, đúng không ạ? Đấy, hoặc là bất cứ một cái giá trị nào, 0,085 đi. 0,085. Đấy, và cái BZ này các bạn chọn là 0,85 đi, 0,85 thì nó sẽ
0,85 thì nó sẽ nằm giữa hai cái 0,7 và 0,8 và 0,9 này này. Thì cái giá trị này, độ suy nó sẽ tương ứng ra. Đây gọi là cái hàm độ suy hai chiều. Đấy thì cách sử dụng nó cũng rất là đơn giản. Đấy. Thì trong cái video này, trong cái video ngắn này thì mình đã giới thiệu với các bạn cái cách mà đưa một cái hàm, một cái câu lệnh VBA đưa vào một cái file Excel trắng và cách sử dụng cú pháp của từng cái hàm độ suy một chiều, hai chiều nó như nào. Hy vọng rằng là các bạn sẽ cảm thấy hữu ích trong quá trình học tập và trong công việc nhé, nếu mà cần sử dụng đến nó. Xin cảm ơn.